Kim Anh xin chào tất cả quý vị và các bạn. Có một bác nhờ Kim Anh nói là chỉ dùng các huyệt đạo chữa bệnh tiểu đường. Vậy thì hôm nay Kim Anh gửi đến quý vị và các bạn đề tài tiểu đường. Ha. Thì thế nào gọi là bệnh tiểu đường và nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân bệnh tiểu đường là do bế tắc đường kinh thận, đường kinh tỳ, đường kinh phế. Này, tiếp theo cái ngũ hành âm dương á. Theo cái ngũ hành âm dương của trời đất á, theo của trời đất á, trong ngũ tạng của chúng ta bị bế tắc đường kinh tỳ, đường kinh thận và đường kinh phế. Mà đã bế tắc ba thằng này rồi thì ba cái thằng này cũng bế tắc theo luôn à, tức là đã bế tắc đường kinh tỳ thì bế tắc luôn cả thằng gan, bế tắc luôn cả thằng gan. Mà bế tắc thằng gan thì sao quý vị? Bế tắc luôn cả thằng phổi. Mà bế tắc luôn cả thằng phổi thì bế tắc luôn cả thằng tim. Mà thằng tim bế tắc luôn thì bế tắc luôn cả thằng thằng thận. Nguyên nhân bị tiểu đường có hai giai đoạn. Nguyên nhân bệnh tiểu đường có hai giai đoạn. Giai đoạn nhẹ gọi là cấp 1, độ 1. Giai đoạn đầu thì mới phát hiện là nước đi xét nghiệm nước tiểu thì trong nước tiểu có lượng đường cao. Thì nó gọi là giai đoạn đầu là còn nhẹ. Giai đoạn cấp 2, độ 2, giai đoạn 2 là đi vào trong máu rồi quý vị. Tức là khi cái thằng thận nó không còn lọc được nữa, cái thằng thận và thằng bàng quang nó bế tắc trầm trọng, nó không còn lọc được nữa thì cái đường nó đi vào trong máu. À, mà đường mà đã vào trong máu rồi á, thì cái chất ngọt của tỳ á, có đường nó đã vào trong máu á, nó vào trong gan á, nó thì lại chuyển hóa thành loại axit chất chua. Nó làm máu tăng cao, dễ làm bị dẫn đến xơ vữa động mạch. Hoặc là người nào huyết áp cao thì lại dẫn đến hở van tim, làm gân máu nó bồng bồng lên, làm gân máu nó to bồng bồng lên. Nếu mà người nào huyết áp cao luôn đó thì làm cho cái gân máu gọi là trường hợp cấp tính, làm gân máu nó nổi bồng bồng lên thuộc dạng xơ vữa động mạch. Nếu mà người nào huyết áp thấp thì nó bế tắc ở kinh tim, máu không lên cao được, lúc nào cũng thấp. Người mệt mỏi, môi tái nhợt xanh lè. Bây giờ cái bệnh tiểu đường ăn uống ra sao này? Bệnh tiểu đường này nhiều người nói là ăn phải kiêng kiêng cơm, không được ăn cơm nhiều là sai. Bệnh tiểu đường này ở các loại đường ở trong tinh bột của ngũ cốc không độc. Các loại đường trong hoa quả đó thì các loại hoa quả nào mà có đường nhiều nhất quý vị? Quả xoài. Trong đường của quả xoài là đường cao nhất, loại đường đó đi vào trong máu. Bởi vì cái đường quả xoài là bổ tỳ nhất. Ừ, cho nên là càng bổ tỳ bao nhiêu thì máu càng cái đường nó càng tống vào trong máu bấy nhiêu. Các loại đường ở trong gạo, trong lúa gạo, lúa mì, khoai tây, khoai lang không độc. Và có nhiều người nói là ăn chuối độc, sai. Đường ở trong chuối không độc. Ngược lại thằng 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 chuối nó bổ tim, bổ phế, bổ gan. Bởi vì trong chuối nó có chất xơ cao, nó có độ nhớt. Quý vị ăn chuối tiêu thử xem, trong các loại chuối, chuối tiêu là chuối bổ nhất. Chuối tiêu là chuối bổ nhất. Nhưng mà ăn không không ăn quá tải, mỗi ngày ăn một quả thì không, mỗi ngày ăn một quả chuối vào buổi sáng. Ha quý vị. Chất các loại cơm, gạo, lúa mì không cần kiêng nhưng mà ăn ít thôi, không ăn nhiều quá tải nhưng mà không không cần phải kiêng hả? Cơ bắp của chúng ta rất cần đường. Cơ bắp của chúng ta gân cơ rất cần đường. Đường nó đi vào trong gan và trong máu, nó đi khắp cơ thể để nuôi cơ bắp, nuôi gân, nuôi sụn, nuôi móng. Bây giờ quý vị kiêng đường quá mức nó gây đến loãng xương, xốp xương. Bởi vì thằng thận là thằng gì quý vị? Thằng thận là nuôi xương, nuôi tủy.
Bây giờ thằng thận nó cũng cần chất đường vậy, nếu mà cái thằng không có cái chất này là nó không trong nó thằng thận nó không có chất đường này thì làm sao nó không có thể nào mà nó sẽ dẫn đến loãng xương, xốp xương. Vì vậy quý vị mà kiêng đường quá mức tụt đường cũng chết. Mỗi lần quý vị tụt đường một cái xoay sẩm mặt mày à, muốn té xỉu luôn. Rất là tụt đường cũng rất là ảnh rất là nguy hại. Bệnh tiểu đường giai đoạn 1 đi khả đi đi thử nước tiểu, người ta thấy trong trong nước tiểu có đường là chưa có giai đoạn nặng. Chưa có giai đoạn nặng. Bởi vì trong cơ thể chúng ta còn lọc được cái đường nó ra theo nước tiểu được. Khi nào đường không còn ra theo nước tiểu nữa, nó dồn ở trong máu. Và cái bệnh tiểu đường này nó cũng liên quan đến bệnh gút, dễ dẫn đến bệnh gút lắm quý vị. Bởi vì bệnh gút là cái gì quý vị? Bệnh gút là axit uric cao trong máu. Và cái bệnh tiểu đường này khi đường nó vào trong máu, trong gan nó chuyển thành một cái loại axit chất chua. Nó làm máu tăng cao, cao trong máu. Vì vậy bây giờ à, trước khi đi vào huyệt đạo Kim Anh cũng sẽ nói triệu chứng của bệnh tiểu đường hả? Triệu chứng của bệnh tiểu đường giai đoạn 1. Quý vị sẽ cảm thấy khô môi. Khô cái môi lúc nào cũng có một cái lớp trắng trắng nhợt ra khô một lớp, nó cũng như trắng bệt, giống như là làm sao tả ra, làm sao tả diễn tả cho quý vị hiểu. Cái môi của quý vị khô và nó có một cái lớp bong ra nó mốc mốc trắng trắng. Là bị độc tỳ. Cái thứ nhất là khô môi, xong rồi cái thứ hai quý vị khát nước, mà không phải là mà khát nước là có nghĩa là sao, khô môi khô cổ họng, khát vào ban đêm dữ lắm. Khát khát nước mà ban ngày cũng vậy, quý vị cảm thấy cái dạng khát mà làm sao khó tả lắm, sao kêu anh tả cho quý vị hiểu được nè. Tức là cái loại cái dạng khát nước không phải là khát giống như quý vị trời nóng, quý vị trời nóng quý vị khát quý vị uống ừng ực vào một cơn cơ là hết cơn khát ngay, hoặc là quý vị ăn mặn vào khát nước quý vị uống một cốc nước vào là nó hết khát ngay, nó đã khát nó đã gì lắm, uống vào một cái là quý vị thấy nó mát. Còn cái bệnh tiểu đường triệu chứng của nó đó, nó rất là khô ở cổ họng này này, bị bởi vì ảnh hưởng thần kinh phế rồi quý vị. Nó bị tắc nghẽn cả đường kinh phế rồi. Đường kinh phế là nó tạo chất bọt, đúng không này? Khi chúng ta ăn cơm nó tạo một cái chất bọt hoặc một tạo một cái lớp xuống để cái họng nó không bị khô. Mà khi bị tiểu đường rất là khô, cổ họng cứ khô ở trong này. Uống nước vào nó chỉ ướt được lúc đó thôi, hết nước nó lại khô. Và cứ uống lắt nhắt, mà không phải là uống nhiều mà cứ uống lắt nhắt nước. Uống mà đó là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Nó khô môi, khô cổ họng. Khát cả ban khát nước cả ban ngày lẫn ban đêm. À, Kim Anh này, Kim Anh bị cái giai đoạn tiểu đường cấp 1 mà Kim Anh không biết á, Kim Anh không hề biết. Sau này Kim Anh học cái này ra Kim Anh mới biết thì ra đó là cái bệnh là bị tiểu đường và Kim Anh không hề biết. Đi khám Tây y ra trong nước tiểu, thứ nhất là Kim Anh thì vừa bệnh gút cho nên là Kim Anh thấy là trong đó axit uric cao nhưng mà không phát hiện ra tiểu đường. Không phát hiện ra tiểu đường. Có một lần Kim Anh đi đi xét nghiệm tí nước tiểu về thì thấy trong cái giấy xét nghiệm á thì thấy nó tăng cao gấp 3 lần bình thường, mà Kim Anh hỏi không hiểu tại sao. Kim Anh hỏi ông bác sĩ nói là bây giờ cần phải đi xét nghiệm lại một lần nữa, xét nghiệm lại cho chắc ăn. Em quên mang hỏi bác sĩ nói là cái này cũng vẫn chưa xét nghiệm, mới có một lần không thể mà chẩn đoán được. Thế là Kim Anh thấy vậy rồi Kim Anh chữa, tự chữa. Kim Anh không đi xét nghiệm nữa, xét tới xét lui, xét tốn tiền tốn bạc đi, mất thời giờ, trời ơi mất nhiều thời gian mà xét tới xét lui trước cuộc Tây y cũng chẳng nói Kim Anh bị cái gì. Thì sau này Kim Anh mới biết được, học cái đông y này Kim Anh mới tự khám chữa cho Kim Anh, khám bệnh cho Kim Anh thì ra là Kim Anh đã bị phạm phải cái tiểu đường giai đoạn 1. Nó làm cho cái tỳ bế tắc quý vị này, buổi sáng quý vị thấy ăn ăn cái gì vào buổi sáng quý vị dậy thấy mệt, mệt lây mệt lết tới 9 10 giờ luôn, đường kinh tim bế tắc là do thằng tỳ đường nó
Nó không tiêu hóa được đường, làm bế tắc tim. Sáng dậy quý vị sẽ thấy nó mệt, mệt, mệt lây, mệt lết luôn, mệt cho tới 9-10 giờ trưa luôn. Ừ. Đó là thuộc về, cũng về thuộc về đường, nó bế tắc ở tỳ cho nên nó bế tắc kinh tim. Thứ hai nữa là quý vị thấy nó lúc nào cũng khô cổ họng, khô môi. Trời ơi, Kim Anh đi làm mà Kim Anh uống nước mà cũng không hết khô môi, cũng không hết cổ họng. Khi bắt đầu mệt, mệt, mềm chân tay, mềm nhũn ra là bởi vì sao quý vị? Tụt huyết áp, bế tắc đường kinh tim. Người lúc nào cũng bủn rủn chân tay, mềm nhũn ra. Mệt lây, mệt lết luôn, ngày nào cũng như ngày nấy, sáng nào Kim Anh cũng mệt tới 9-10 giờ trưa. Là bế tắc kinh tim, là do tỳ nó bị độc, bị ứ ứ đường ở trong tỳ. Được, bị tiểu đường là do bị hư hại cái tuyến tỵ, đường kinh tỵ, đường kinh của nằm trong đường kinh tỳ, nó thuộc về tuyến tụy, thuộc về tuyến tụy. Nó bị bế tắc cái đường kinh đó, nó không thải insulin ra khỏi cơ thể quý vị được. Cái insulin đó, nó không có giải quyết được cái chất insulin đó. Nó mới tạo ra một cái gluco trong máu cao, một cái loại axit đi vào trong máu nó cao. Bây giờ bệnh tiểu đường chúng ta tự khám dễ biết lắm mà. Chúng ta khám bệnh tiểu đường á, quý vị rờ vào ở cái bệnh đường kinh tỳ ở dưới đầu gối á, ở chỗ đầu gối. Ngày xưa cái video mà Kim Anh nói là khám phá huyệt đạo lòng bàn chân, Kim Anh có vẽ đường kinh tỳ từ dưới chân lên tới qua khỏi đầu gối, đúng không nè? Quý vị khám vào bắp chuối chỗ huyệt địa cơ á, ông thần thổ địa á. Trong cái video mà video vuốt huyệt bấm huyệt gì đó, phân biệt cách vuốt và cách bấm gì đó, trong cái video đó Kim Anh có nói tới ông thần tài thổ địa. Thì khi quý vị khám và bấm vào cái chỗ mà được địa cơ và một cái huyệt mà ở trên chỗ gần chỗ đầu gối ở trên đường kinh tỳ, bây giờ Kim Anh chỉ cho dễ ha, nói và nói miệng thì quý vị sẽ khó hình dung. Kim Anh sẽ chỉ thẳng trên trên đầu gối cho quý vị dễ hiểu hơn. Thì quý vị rờ vào đây nè. Thì lúc trước Kim Anh nói đường kinh tỳ từ dưới này lên, đúng không? Một đường kinh thận, đường kinh tỳ, đường kinh gan ở giữa, đường kinh tỳ ở đây. Thì khi quý vị bấm xem có cái lúm, bây giờ Kim Anh để đến này có thấy hai cái lúm của cái đầu gối không này? Có hai má lúm đồng tiền ở ngay chỗ đầu gối này nè. Thì ngay má lúm đồng tiền này đi ở bên trong này là đường kinh tỳ. Và quý vị rờ khám vào đây mà nó đau thấu như kim châm là quý vị bị bệnh, bị đường kinh tỳ bế tắc, là bị dạng tiểu đường. Khúc này, lúc trước Kim Anh bấm vào đây, khi mà quý vị bấm vào mà đau giống như cây đinh, giống như kim châm, quý vị đụng vào thấu, đau thấu tận trời xanh, chịu không nổi là tiểu đường. Kim Anh bị luôn cả tiểu đường, bệnh gút, trời ơi, Kim Anh bị đủ thứ luôn. Quý vị bấm vào đây thấy như vậy là quý vị cứ thấy vào, đừng có sợ, quý vị bấm bấm ngấu nghiến nó vào, bấm vào cái chỗ đau đó, đau thấu á, chỗ mà quý vị đụng vào giống như cây đinh á, là nó bị đường kinh tỳ bế tắc nặng, thuộc dạng vào thì có được lưu được đường cao trong 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 tỳ, nó không có thải đường ra được cho nên nó bế tắc. Quý vị mỗi ngày quý vị bấm vào đây, quý vị khám vào đây, khi mà quý vị khám vào thấy đau như vậy, quý vị phải giải quyết liền, phải bấm vào cho đến khi nào hết đau. Có mỗi ngày bấm vào 2-3 lần hết đau thì thôi. Và bấm ở huyệt địa cơ, Kim Anh lúc trước có chỉ cho quý vị huyệt địa cơ chưa? Trong cái video mà vuốt huyệt và cách bấm huyệt đó, Kim Anh có chỉ huyệt địa cơ. Huyệt địa cơ nó nằm từ dưới mắt cá trong này, nó thẳng đi lên theo cái lớp xương. Quý vị rờ vào thì ở đây có một cái lớp xương cứng, ở dưới lớp xương cứng là phần thịt, đúng không này? Quý vị rờ từ dưới này đi lên đây thì theo cái đường này, đây chính là huyệt địa cơ. Quý vị bấm vào huyệt địa cơ này mỗi ngày để giải quyết lượng đường trong máu. Và cái huyệt ở đây, cái huyệt ở chỗ này. Nhưng Kim Anh xin báo trước là cái bấm vào huyệt này nó sẽ làm tụt đường trong máu, dễ bị tụt huyết áp. Nếu người nào huyết áp thấp, bế tắc đường kinh tim, quý vị bấm vào đây sẽ bị tụt huyết áp. Phải chuẩn bị tâm lý. Bấm vào đây nó sẽ làm quý vị mà môi tái nhợt, bởi vì là sao? Bởi vì
Nếu mà người cao huyết áp bấm vào đây thì lại có lợi không sao, nhưng người tụt huyết áp là nguy cơ tụt huyết áp, quý vị bấm vào đây nó làm tụt đường huyết, nó hạ đường huyết nhưng cũng làm tụt huyết áp luôn. Kim Anh đã từng bị rồi nhưng không cách nào khác, là bắt buộc phải bấm vào đây thôi quý vị, bác bấm vào đây mới trị được bệnh tiểu đường hả. Thì bởi vậy sau này Kim Anh sẽ chỉ cho một huyệt nữa, khi nào mà quý vị thấy môi tái nhợt, bấm vào thấy môi tái nhợt tụt huyết áp, quý vị phải chữa vào tay. Ngón tay của chúng ta, bàn tay có 5 ngón, bàn tay có 5 ngón. Ngón cao nhất này là ngón của động mạch vành. Nếu mà quý vị bị tụt huyết áp, nếu mà quý vị bấm ở đây mà quý vị cảm thấy người nó mệt nhoài, chân tay bùn rùn nhùn mềm nhũn ra, môi tái nhợt ra là bị tụt máu rồi. Bị tụt máu rồi quý vị phải làm sao? Phải bấm vào đây vuốt ra, bấm ở chính ngón giữa này, từ dưới lòng bàn tay này bấm ngón này, bấm ra hết luôn như thế này, kéo ra là máu đi ren não, máu về não, máu về trở lại. Nhớ nha quý vị. Còn cái người mà bị cao huyết áp chữa bệnh tiểu đường thì không sao, không sợ bị tụt huyết áp. Người cao huyết áp chữa vào huyệt này có lợi lắm này, vừa tụt được, vừa hạ đường, vừa hạ huyết áp luôn, không sao cho. Nhưng mà người thấp huyết áp rất dễ bị tụt huyết áp. Chính Kim Anh chữa này, Kim Anh chữa bấm vào đây đau như như thấu tận trời xanh, Kim Anh nói rồi, xong rồi tiêu rồi, vậy là Kim Anh đã bị dính tiểu đường rồi. Kim Anh chữa vào đây, Kim Anh đâu có biết đâu, Kim Anh cứ kiên trì chữa vào đây, hóa ra chữa vào đây bị tụt huyết áp xuống, môi tái nhợt, chân tay bủn rủn hết. Bây giờ Kim Anh không biết phải làm sao, cái Kim Anh mới nói là, thì Kim Anh mới xem cái đọc cái môn này thì thấy là 12 đường kinh, thì có một cái đường kinh ở tay này là chủ của động mạch vành. Thì khi vuốt xuống ngược về trong là huyết áp. Huyết áp là tụt, huyết áp trở về tim, còn vuốt đi ra là huyết áp về não. Vì vậy lúc đó Kim Anh mới thử, hay là Kim Anh sẽ thử vuốt ra thử xem. Thế là Kim Anh cứ kiên trì vuốt ra như thế này thì huyết áp lên, chân tay không còn buồn rùn nữa. Lúc đầu Kim Anh không có kinh nghiệm đâu. Kim Anh chữa xong Kim Anh phải đi vào bệnh viện truyền nước biển á, bởi vì lúc đấy Kim Anh bị nặng lắm, Kim Anh bị cũng khá nặng á, xong Kim Anh cứ kiên trì chữa, chữa đỡ nhiều đứa chữa đứa đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà Kim Anh ăn uống sai, Kim Anh không biết cách ăn uống, thế là không biết cách ăn uống mà Kim Anh cứ chú trọng vào cái huyệt này, thế ra là mất máu, tụt máu, thế là Kim Anh phải đi đi vào bệnh viện truyền nước biển á. Cái huyệt này là huyệt chữa bệnh tiểu đường, bắt buộc là phải chữa huyệt này, không có cách nào mà khác, muốn 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 chữa tiểu đường phải chữa vào đây. Nhưng mà Kim Anh nói rồi, chữa vào đây á nó sẽ bị tụt huyết áp, cho nên là bây giờ theo kinh nghiệm của Kim Anh chữa thì Kim Anh có được cái kinh nghiệm là khi tụt huyết áp quý vị cứ vuốt ra cả bàn tay trái và bàn tay phải. Bàn tay trái này quý vị hả, làm bàn tay trái cũng vậy, vuốt ra ngón giữa này là ngón tiêu điểm quan trọng nhất, đây là cột thu lôi thâu nạp điện. Cho nên là quý vị vuốt ra là máu về não, quý vị nhớ chưa này? Vuốt ra là máu về não, vuốt ra là trong trường hợp quý vị không bị sốt nha. Quý vị bị sốt không được vuốt ra. Còn bình thường quý vị chữa hàng ngày thì quý vị bấm vào đây thì bắt buộc quý vị phải bấm vào đây để cân bằng điện, cân bằng máu. Nếu quý vị bấm vào đây rồi, quý vị phải bấm vào đây thì nó mới cân bằng máu được, nếu không là quý vị tụt huyết áp, môi tái nhợt ngay. Cái huyệt này là cái huyệt chính yếu, quý vị nhìn thấy hai cái má lúm đồng tiền trên này, trên má lúm đồng tiền một chút xíu, nó ở khúc này. Quý vị cứ bấm xung quanh đầu gối hết luôn đi. Mà cái huyệt này là huyệt chính yếu nhất, chữa bệnh tiểu đường và huyệt địa cơ ở chỗ này. Huyệt địa cơ. Và quý vị bấm ở cái xung quanh mắt cá ở trong này và ở ngón chân cái này. Ngón chân cái này ở kẽ trong và kẽ ngoài này. Và ở bên lên ngón chân cái này quyết định chữa bệnh tiểu đường. Và vuốt theo cái đường dọc này đi lên tới đây như thế này, vuốt rồi. Vuốt bấm bấm. Hoặc là quý vị nhéo càng tốt, nhéo được thì nhéo nhéo cái này nó cũng hiệu nghiệm lắm, nhéo. Nhéo vào, còn ở ngón chân thì quý vị nắn vào. Day ấn vào, nắn vào. Cái mà quý vị mà thấy tạ điểm tam ông giao đau á là cũng có nguyên nhân, điểm tam ông giao đau là cũng có nguyên nhân tới đường kinh tỳ nữa. Bởi vậy những người bệnh tiểu đường dễ bị sưng mắt cá chân, đau mắt cá chân phù, đau mắt cá chân.
sưng chân, đau mắt cá chân là nó nguyên nhân là tỳ bị bế tắc. Đau mắt cá chân này nó không phải chỉ riêng gút đâu mà là cả bệnh tiểu đường cũng dễ bị sưng vào mắt cá chân lắm. Bệnh tiểu đường này nếu không chữa sau này nó sẽ làm sao hủy hoại thận và gan, dẫn đến là bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, làm hại gan, mờ mắt, phá hủy nội tạng. Bởi vậy đường trong máu cao rất là nguy hiểm, cho nên là quý vị bây giờ chữa theo cái bài đông y này, học theo cái bài này thì quý vị chữa như vậy là không sợ. Và cái điểm nhấn mạnh quan trọng cũng như Kim Anh nói là bóp ở chỗ này để mà giải độc cho gan á, giải độc cho gan cho thận á, cũng chữa vào đây cũng hiệu nghiệm lắm. Ngày xưa trời ơi Kim Anh bị đủ thứ bệnh á, Kim Anh cũng mà Kim Anh đâu biết đâu, Kim Anh bị tiểu đường mà Kim Anh không biết là bệnh triệu chứng tiểu đường nó còn thế này nữa cơ. Quý vị đi đái lắt nhắt đi suốt ngày đi đái à, Kim Anh chỉ cho cái này là quý vị phải chữa hai bên chân luôn hả? Kim Anh lúc nãy mới chỉ có một chân thôi, đúng ra là chữa vào chân trái, đúng ra là phải chữa vào chân trái, bởi vì cái tỳ vào trái tim thì nó ở bên trái, cho nên quý vị chữa vào chân trái, quý vị chữa vào cái bắp chuối này này à. Đây chính là cái bình hồ lô của Bồ Tát. Khi quý vị bị tiểu đường rồi quý vị phải cầu cứu Bồ Tát. Kim Anh chỉ rồi hả quý vị hả, chữa hai chân giống nhau. Lúc nãy Kim Anh làm mẫu chân này thì bây giờ quý vị chữa vào chân trái, xong quý vị chữa vào chân phải luôn, chữa hai chân. Tối quý vị ngồi xem phim quý vị bóp bóp vào là cũng ok nữa, bởi vì dưới chân này, khúc này từ dưới này chứa vào buổi tối và tới từ từ buổi chiều tối cho tới 11 giờ khuya, quý vị trước khi đi ngủ trong buổi tối quý vị xem phim, quý vị ngồi vừa xem phim vừa chữa bệnh dễ, chữa vào buổi tối ở cái chân này hiệu nghiệm lắm. Bệnh tiểu đường ngày xưa Kim Anh không biết bị tiểu đường giai đoạn 1 mà Kim Anh không hề biết, trời ơi Kim Anh cứ ăn đường vào nó mệt, mệt lây mệt lết luôn, sáng dậy một cái nó mệt mệt tới 9-10 giờ trưa luôn. Rồi kêu anh bị gút nữa chứ. Gút này, tiểu đường độ cấp 1 này. Thần kinh tọa này. Xoang trán này, xoang sàng, xoang mũi này, cơ thể kêu anh không còn chỗ nào mà không bị nữa. Kêu anh bị đi tiểu lắt nhắt này. Đi đái suốt ngày. Một ngày đi 9-10 lần á. Cứ mỗi tiếng 1 giờ đồng hồ đi một lần, có khi nửa giờ đồng hồ đi một lần. Mà đi khám phụ khoa cũng không hề viêm nhiễm gì, đi khám đi đi xét nghiệm người ta nói kêu anh thận tốt, xét nghiệm tiết tiểu về người ta bảo kêu anh thận tốt, tốt lắm, tốt cái gì không biết, ngày kêu anh đi đái 10 lần mười mấy lần à, tốt cái gì. Tây y khám chả ra bệnh cho kêu anh gì cả, trời ơi kêu anh tự chữa không á quý vị. Cái bệnh tiểu đường này chữa đó, chữa rất là khổ ải vô biên. Lúc đầu Kim Anh không biết, Kim Anh cứ nhầm chữa các huyệt khác, bởi vì Kim Anh không nghĩ là Kim Anh bị tiểu đường, Kim Anh toàn đi chữa các huyệt gút này, các huyệt thần kinh tọa. Kim Anh lúc đó bị thần kinh tọa nặng lắm, Kim Anh đi chữa thần kinh tọa. Mà thì ra là Kim Anh cũng bị tiểu đường giai đoạn 1 nữa. Về sau Kim Anh đúng vội bấm vào ngay cái chỗ huyệt của đường kinh tỳ trên đầu gối, Kim Anh chỉ quý vị đó. Khi anh bấm vào đó đau như cây đinh, khi kim anh bấm vào, cứ bấm vào đó hôm sau tụt huyết áp, môi tái nhợt hết. Về sau kim anh mới có được kinh nghiệm là bấm vào ngón này vuốt ra, như vậy thì ra là nó huyết áp nó đi lên. Mà đồng thời quý vị phải ăn uống cho đúng, nếu người nào cao huyết áp thì quý vị ăn chua, người nào thấp huyết áp thì kiêng chua. Và đồng thời bấm vào đây vuốt đi ra, như vậy thì huyết áp nó lên, nếu không là đi bệnh viện đó. Kim Anh xin dặn trước là quý vị đã bấm vào huyệt đầu gối thì quý vị bấm vào huyệt này, nếu không là quý vị phải đi, nếu mà cứ cứ bấm vào mỗi ngày như vậy á, là sẽ bị tụt đường xuống, là đi bệnh viện truyền nước biển á. Bây giờ quý vị muốn không bị đi bệnh viện truyền nước biển thì quý vị bấm vào huyệt đầu gối, huyệt cơ địa cơ và cái huyệt ở dưới tam âm giao, huyệt dưới chân, ngón chân cái rồi á, chữa hết rồi thì phải về chữa ở ngón này để mà điều hòa lại huyết áp. Hả quý vị? Điều hòa lại huyết áp. Đây là cái mà Kim Anh đã từng chữa và đã từng bị. Cái bệnh tiểu đường này chữa
Nó không khỏi ngay được đâu quý vị hả, nó chỉ giảm từ từ thôi. Khi nào quý vị mà điều chỉnh được hết các kinh mạch rồi, nó mới ổn định lại. Nhưng nếu quý vị mà cái bệnh thời tiết ăn uống sai, thỉnh thoảng nó vẫn lại bị trở lại, là bị khi nào bị trở lại quý vị thấy dễ lắm. Khô cổ họng, khô môi. Khô cổ họng, uống bao nhiêu nước vào cổ họng cũng vẫn cứ khô, cổ cái môi khô. Môi khô mà nó có một lớp trắng xóa, trắng mốc mốc ra ở trên môi á. Bế tắc đường kinh phế là dạ, tại vì thằng tim và thằng gan và thằng thằng thận nó bế tắc, cho nên là thằng tỳ nó bế tắc, cho nên là nó bị như vậy. Ngày xưa Kim Anh đi đái lắc nhắt đái, đi đái như vậy khổ lắm, mà cũng hơn xa số 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 hên số hơn làm sao. Mà may mắn là Kim Anh đi làm được gặp cái chỗ làm chủ tốt, không hề la mắng Kim Anh. Kim Anh cứ chạy đi tiểu dòng dọc mà trời thương trời cứu quá, tự nhiên Kim Anh được có chỗ làm như vậy tốt. Không, thường thường người ta thấy vậy người ta đuổi việc, ví dụ như công nhân mà bị như vậy người ta la mắng hoặc là người ta nhắc nhở. Đằng này Kim Anh không không bị không đi bị nhắc nhở, Kim Anh cứ đi đi tiểu dòng dọc mà đi tiểu hoài à, gặp nhiều chỗ chủ nó ác, nó khó chịu, nó nói đằng này Kim Anh làm gặp chủ tốt. Kêu anh cứ đi đái lắt nhắt mà kêu anh cứ tưởng viêm đường tiết niệu cơ. À, thì ra là sau này Kim Anh học ra rồi Kim Anh mới biết là đó cũng là một thuộc dạng triệu chứng của bệnh tiểu đường. À, cái thứ hai, cái cả một cái triệu chứng nữa quý vị này. Khi quý vị bị đường vào trong máu rồi, quý vị sẽ cảm thấy có dạng cảm giác tê ngón chân, tê giống như con kiến vậy, nó bò bò vậy, tê nhằng nhằng dưới ngón chân, bàn chân, mắt cá chân. Các cái đường kinh nó đi qua đó là thuộc về đường kinh não bộ, mà khi mà bị bế tắc như vậy là bế tắc luôn cả đường kinh não, bế tắc cả mạch máu về não, nó sẽ cảm giác tê tê dưới chân nữa. Trời ơi, đủ thứ cái bệnh này nó nhiều nguyên nhớ nhiều triệu chứng lắm quý vị. Khi quý vị thấy tê tê chân vậy là nó bắt đầu thuộc giai đoạn nặng rồi quý vị. Giai đoạn nặng rồi, giai đoạn nhẹ nó mới khô môi, khô cổ họng này, mệt tim dậy, quý vị thấy mệt thở mệt thôi. À, mà cái bệnh biểu tiểu đường này dễ bị đau vai lắm này quý vị, đau vai, đau tay, cứng cổ gáy, cứng gân cổ, cứng cổ gáy, đau vai, có người thì đau vai trái, có người thì đau vai phải. Người nào bị bế tắc kinh mạch tim thì người đó bị đau tay trái. Cái người nào bị bên gan máu huyết áp cao lên, bị bên gan là đau bên phải. Người nào bị tiểu đường mà đau bên tay phải là do bế tắc kinh gan nặng. Người nào bị tiểu đường đau vai trái, tay trái là do bế tắc đường kinh tim. Thằng tim và thằng tỳ nó cũng liên quan với nhau. Để bế tắc tỳ chắc chắn là phải bế tắc phế, bế tắc tim, bế tắc thận, bế tắc gan. Và cái ngôi sao năm cánh này bị tổn thương hết cả năm cánh này quý vị hả? Bây giờ quý vị ăn uống là giảm giảm độ ngọt đi, giảm 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 cay, giảm đắng, giảm mặn, giảm hết, bởi vì bây giờ bị bế tắc tổn thương hết cả năm cái rồi. Nhưng mà bệnh tiểu đường Kim Anh nói này, ăn uống vẫn phải ăn uống bình thường, bởi vì nếu thiếu đường quý vị càng chết, thiếu đường quý vị bị tụt đường xoay sẩm mặt mày té xỉu. Thiếu đường dần dần nó rút đường trong xương trong tủy ra, dẫn đến loãng xương, gãy xương, dẫn đến ung thư tủy, dẫn đến. Bởi vậy quý vị phải ăn không được quá kiêng khem, cơm vẫn ăn bữa cơm bình thường. Cơm là nó thuộc về tinh bột màu trắng, nó cũng không có hại gì. Đường ở trong 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 cơm quý vị, mỗi ngày quý vị ăn bát rưỡi cơm không sao, buổi xạ buổi buổi mỗi bữa cơm quý vị ăn khoảng một bát bát rưỡi cơm không hề không sao. Ăn chuối á, ăn chuối có nhiều người nói là ăn chuối là độc. Xin thưa với quý vị là chuối rất tốt. Trời ơi, chính Kim Anh này à. Kim Anh lúc trước ăn cơm vào buổi sáng đi làm mệt lắm, bởi vì làm cái cơm, bởi vì mình ăn cơm vào làm nặng cái bụng nó tiêu khó, cái tỳ nó đã yếu rồi, buổi sáng quý vị ăn cơm vào rất là khó tiêu, làm cho cái tỳ nó hoạt động quá nhiều, nó đã bế tắc rồi còn bắt nó làm hoài riết nó kiệt sức. À, thì buổi sáng quý vị không nên ăn cơm, quý vị ăn uống một ly sữa cà phê hoặc một ly sữa, hoặc là quý vị ăn cái loại gì mà nhẹ nhẹ thôi,
hoặc là quý vị ăn phở, ăn bún riêu gì cũng được, nhưng mà là ăn cơm nó rất là nặng, làm cái tì tì nó phải làm việc nhiều nặng lắm. Buổi sáng không nên ăn cơm, buổi trưa buổi tối ăn cơm được. À, bị cái này là bị tiểu tiểu đường này nè, không không có ăn giảm đường, nhưng mà đường mía đường vàng không ăn độc lắm, đường vàng đường mía các loại đường kiêng, đường mía đường trái cây không kiêng, trái cây chỉ kiêng quả xoài, bởi vì quả xoài nó bổ tỳ kinh khủng luôn quý vị, ăn quả xoài vào là thôi rồi. Kim Anh á, Kim Anh là chưa đâu có biết, Kim Anh mỗi lần ăn quả xoài vào một cái là thôi rồi, biết liền. Kim Anh ăn, người ta bảo là tiểu đường ăn chuối độc, độc cái gì đâu Kim Anh à, ăn chuối vào buổi sáng Kim Anh đi làm ăn chuối vào á, người Kim Anh nó khỏe tới trưa. Ăn chuối vào nó có chất nhớt, nó làm cho dễ tiêu. À, làm cho cái quý vị mà ăn quả chuối vào á, thằng tỳ nó cảm ơn lắm. À, cảm ơn Kim Anh ăn quả chuối vào, quả tỳ nó cái đường kinh tỳ nó bảo cảm ơn Kim Anh, cảm ơn Kim Anh. Bởi vì Kim Anh ăn chuối vào nó trơn, nó không cần tỳ không cần phải co bóp nhiều. Thằng tỳ nó cảm ơn, thằng tỳ nó khỏe. Bởi vậy buổi sáng quý vị ăn quả chuối, cả ngày quý vị ăn kiêng đường, ăn một quả chuối là ok buổi sáng. Ăn quả, hoa quả thì ăn bình thường, nhưng mà kiêng quả xoài thôi. Và đừng có ăn quá ngọt, kiêng đường mía. Ăn đường mía vào nhiều nó vào trong cơ thể, nó kết tinh ở trong đó, nó độc lắm, nó làm cái nó khó tiêu, khó thải đường ra, cái thằng gan làm việc rất nhiều, cho nên là đừng ăn đường mía nhiều. Ăn đường ở trong cái hoa quả, quý vị ăn hoa quả hàng ngày cũng có đường rồi. À, ăn cơm cũng có đường rồi. Cho nên là kiêng đường mía đi. Kiêng đường mía. Ngoài ra chữa bệnh tiểu đường còn một huyệt nữa quý vị này. Tại sao quý vị chữa vào huyệt này nè? À, xung quanh mép môi này nè, dụ gọi là chỗ râu ria này nè. Chữa vào cái chỗ này là tuyến tụy nằm ở trên này. Tuyến tụy nằm ở nguyên hết một cả trên trên cái mép môi này. Tại sao vậy? Ở trên mép môi này quý vị, đây là cái đường kinh đại trường từ hai cái khóe, từ khóe mũi nếp nhăn của gò má này là hai đường kinh đại trường. Lúc trước mà Kim Anh nói về đường 12 đường kinh mạch chính, Kim Anh chỉ rõ ràng lắm rồi đúng không này? Đường kinh đại trường từ cái khóe mũi này đi xuống đây, nó đi xuống đây, mà nó đi xuống đây, nó xuống gân cổ này, nó chạy đi ra tới ngoài tay. Cho nên là đây là đường kinh đại trường, và xung quanh đường kinh đại trường này, xung quanh mép môi này là tuyến tụy của tỳ đi ngang qua đây. Khu này. Khu này khi quý vị đau đầu trán mà đau như búa bổ, đau ở ngay cái khúc, ở ngay chỗ tam tinh giữa chân mày và sống mũi này, đau ở chỗ này, đau muốn điên cuồng luôn, đau muốn búa bổ luôn, quý vị quẹt, quý vị lấy tay về, cùi tay về chà sát vào đây, hạ liền tức thì thần tiên. Là do bị ăn ngộ độc, ăn uống trúng độc, nó bế tắc ở tỳ, ở chỗ rối loạn tiêu hóa, cho nên là khi mà quý vị đau thấy giống như búa bổ vậy. Nếu mà đau ở trên đây, thứ nhất quý vị bấm ở đây không thấy gì thì là quý vị bấm ở đây là xuống liền tức thì. Trời ơi, Kim Anh bị đau và đau đau như búa bổ, đau như trời giáng vậy. À, đau em Kim Anh đi khắp tim khắp hết các huyệt trên đầu không thấy, thì mở tay chân chữa không được. Quý anh chà chà vào cái mép môi mép miệng này chút xíu xong rồi biến mất cơn đau, thần tiên. Vì vậy đây là cái loại huyệt giải độc. Tiểu đường bấm vào đây, bấm vào cái khu mép miệng này và mép mép môi này, khu trên mép râu này, khu trên mép râu này và khu mép miệng này chạy xuống bàng quang chỗ này. Đây là bàng quang hậu môn thải độc. Đầu tiên quý vị chứa vào huyệt này trước ha. Quý vị chứa vào cái ngón giữa trước để mà tránh tình trạng tụt huyết áp, xong rồi quý vị chạy xuống cái huyệt ở chỗ đầu gối, đường kinh tỳ chúng anh nói đó, và huyệt địa cơ và chỗ mắt cá trong, và ở đường và cái ngón chân cái, nguyên từ ngón chân cái thẳng lên tới mắt cá trong, thẳng luôn, thẳng hoài, thẳng lên tới trên đầu gối là đường kinh tỳ mà trước kia, trước đây Kim Anh vẽ rõ ràng lắm. Chữa bệnh tiểu đường là như vậy thôi. Và ở dưới, và giải huyệt ở dưới lòng bàn chân.
Và quý vị, lúc trước Kim Anh có vẽ về các huyệt đạo ở lòng bàn tay, đó nào là tỳ kinh phế thận thì quý vị bấm hết đi cũng được. Bấm đường kinh tỳ ở đây, ở dưới chân cũng có đường kinh tỳ, Kim Anh vẽ tèm nhem ở dưới bàn chân đó, quý vị xem huyệt đạo lòng bàn chân và huyệt đạo lòng bàn tay, quý vị sẽ rõ chỗ nào là đường kinh tỳ. Đường kinh chữa bệnh tiểu đường, đường kinh tỳ và đường kinh tỳ nó có bao nhiêu nhánh quý vị? Đường kinh tỳ có 4 nhánh. Một nhánh là thuộc về tỳ, một nhánh thuộc về tỳ, một nhánh là thuộc về vị bao tử, một nhánh là ruột già, một nhánh là ruột non. Ruột non thuộc về đường kinh tim, tập tim, tâm, tiểu trường, và ruột già thì thuộc về kinh phế và đại trường. Tỳ vị thì ở dưới chân, tỳ vị đường túc tam lý chứa vào đường kinh huyệt địa cơ này, rồi là cái huyệt mà Kim Anh chỉ ở chỗ đầu gối này, và huyệt túc tam lý nữa chứa vào vị nữa. Chứa ở dưới bàn chân là chứa quyết định nhất, bởi vì nó thuộc về mãn tính rồi. Quý vị cứ chứa ở dưới bàn chân, thuộc về lòng bàn chân, mu bàn chân và mắt cá chân. Đường kinh tỳ mà Kim Anh vẽ lúc nãy Kim Anh chỉ dẫn nó cứ chứa như vậy. Và cái huyệt mà để mà giải độc cho đường á, là ở ngay chỗ đầu gối, Kim Anh lúc nãy chỉ rồi đúng không nè. Chứa như vậy mỗi ngày ha quý vị hả? Nếu quý vị nào mà cảm thấy chứa vào huyệt đầu gối tạo tụt huyết áp là quý vị phải bấm vào đây, và quý vị ăn uống đừng có ăn quá chua sẽ tụt huyết áp. Ăn uống không cần phải kiêng kiêng tiểu được, không cần phải kiêng lắm đâu, kiêng đường mía và kiêng xoài, ăn chuối tiêu được. Buổi tối thì ăn sữa chua, buổi sáng thì ăn chuối tiêu. Ăn cơm bình thường thôi, cũng không ăn quá nhiều, không nên ăn quá nhiều. Nếp không ăn quá nhiều nếp, bởi vì lượng đường trong nếp cao lắm, ăn nếp ít thôi. Ăn cơm mỗi ngày thường xuyên, ăn mỗi ngày hàng ngày đều không sao. Đừng kiêng quá tụt đường là thiếu đường, mà kiêng đường hoàn toàn là sai. Kiêng đường hoàn toàn nó trong cơ thể nó thiếu đường là không được. Trong cơ thể mà thiếu đường, thiếu chất tinh bột là sẽ yếu gân, yếu cơ ngay, yếu xương ngay. Đây là bài bài thuốc chữa bệnh tiểu đường, Kim Anh chỉ rõ ràng rồi ha. Đồ ở đây, khung này xuống đây, và ở dưới huyệt đầu gối. Huyệt đầu gối là huyệt quan trọng nhất để mà chữa bệnh tiểu đường, và quý vị khám vào đó mỗi ngày. Khi nào quý vị chữa khỏi rồi, nhưng thỉnh thoảng quý vị khám vào, nếu thấy nó bị đau ở chỗ đó là đường nó bị bế tắc ở tỳ. Quý vị cứ chữa ở đây, khuôn mặt ở chỗ này, khuôn hai gò má này, gò má trái, gò má phải, xung quanh mép miệng, râu mép xuống đây, hết luôn xuống đây. Và ở dưới bàn tay thì chữa vào huyệt tim, và ở dưới chân thì chữa vào huyệt kinh tỳ ở chỗ đầu gối, huyệt địa cơ. Vậy thôi. Kim Anh xin chúc tất cả chúc Kim Anh xin chào tất cả quý vị và các bạn ha. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào video sau.